Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái nguyên tắc để mà chúng ta chọn cái cổ phiếu của công ty tốt mà chúng ta để chúng ta đầu tư. Trong thị trường chúng ta thấy hiện tại có khá nhiều, rất nhiều, thậm chí là rất nhiều các cái công ty, những cái doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và cái cách thức như thế nào và cái nguyên tắc của chúng ta như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn ra những cái công ty tốt để chúng ta tham gia đầu tư, tránh phải những cái rủi ro, tránh phải những cái thua lỗ ha, thì nó cũng có những cái nguyên tắc, những cái cách thức để chúng ta có thể lựa chọn được những cái công ty tốt, thì mình sẽ chia sẻ ha, dựa trên cái kinh nghiệm cũng như là những cái mà mình đọc ha, mình rút kinh nghiệm trong quá trình cũng như là học hỏi từ một số các anh chị đi trước ha, để chúng ta sau này chúng ta có những cái hữu ích hơn. Với những bạn lần đầu tiên đến với kênh video của mình thì các bạn hãy like và share video để nhiều người biết hơn. Đồng thời thì các bạn cũng hãy đăng ký kênh của mình ha, để có thể là nhận được nhiều cái video hữu ích hơn. Đây là kênh của mình ha, hiện tại mới có khoảng hơn 600 bạn đăng ký thôi. Thì khi các bạn xem video của mình thì các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký này. Và khi nhấn vào nút đăng ký thì nó có quả chuông ở bên cạnh, thì các bạn click vô để mỗi lần mình up video thì nó sẽ tự động gửi email cho các bạn. Thì các bạn có thể là có được những cái thông tin hữu ích ha. Và trên kênh của mình thì cũng khá nhiều các video về các cái lĩnh vực, chủ yếu là lĩnh vực về đầu tư của chúng ta, chứng khoán và crypto, thì để các bạn có thể là theo dõi để chúng ta có thể có những thêm những cái kiến thức trong quá trình chúng ta tham gia đầu tư. Và để chúng ta có cái nguyên tắc mà chọn cổ phiếu như thế nào của công ty, thì thường chúng ta thấy là để mà cái tư chọn cổ phiếu thì chúng ta biết là chọn cổ phiếu cũng như là chúng ta chọn một người vợ, ví dụ vậy đi ha. Chọn một người vợ thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về người vợ đó, đúng không? Chọn vợ mà. Đó, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về người vợ, về gia cảnh, về mọi thứ ha. Về người thân cũng như là nơi sinh sống hoặc là những thứ khác, tất cả tần tật liên quan thì chúng ta đều đều phải tìm hiểu hết. Thì hoặc là chúng ta đi mua một cái lô đất chẳng hạn ha, mua một lô đất hoặc một căn nhà thì chúng ta cũng phải cố gắng là tìm hiểu thật kỹ xem nó có bị quy hoạch hay không, nó có bị giải tỏa hay không, hay là nó có tranh chấp gì không, mồ mả thì mọi thứ đó. Tất tật thì chúng ta đều phải tìm hiểu, chúng ta đều phải nghiên cứu. Thì với một cái cách thức mà chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu cũng vậy thì chúng ta cũng phải nghiên cứu, chúng ta phải tìm tòi. Thì cái nguyên tắc đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn thì đó là cái tư tưởng cốt lõi và văn hóa của công ty. Cái này là rõ rồi ha, cái tư tưởng cốt lõi, cái chiến lược phát triển của cái doanh nghiệp đó và cái mục tiêu của họ là gì ha? Họ lập ra cái doanh nghiệp đó, họ làm cái gì, kinh doanh cái gì ha? Tư tưởng của họ ha? Hướng đến phát triển trong tương lai như thế nào, và cái đặc trưng văn hóa của công ty có những cái gì là riêng biệt, có những cái gì là đặc sắc ha? Và nó tạo ra cái dấu ấn, cái bản sắc riêng của họ. Thậm chí là từ những cái ví dụ như đồng phục thôi ha? Đồng phục thôi là chúng ta cũng có thể thấy là nó đã cũng một phần là tạo ra cái bản sắc. Hoặc là đến đến khi mà ví dụ chúng ta thấy cái thế giới di động chẳng hạn, chúng ta có thể thấy là nhìn cái màu áo đó, hoặc là chúng ta đi ở đường đâu đâu chúng ta cũng thấy thế giới di động ha, thấy cái màu áo đó là chúng ta biết đó là của thế giới di động đó. Hoặc là những cái công ty lớn khác, ví dụ như Coca-Cola chẳng hạn, hay chúng ta nhìn thấy cái thương hiệu của họ là chúng ta biết đó là cái công ty đó, chỉ cần nhìn về cái màu sắc thôi là người ta biết đó là cái màu chủ đạo của cái doanh nghiệp đó đó. Thì nó có những cái đặc trưng riêng mà họ xây dựng được cái tư tưởng cốt lõi và cái văn hóa của công ty, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề đó. Cái nội dung thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đó là cái mức độ uy tín của cái công ty đó ha, mức độ uy tín của công ty đó thông qua những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà họ cung cấp ra thị trường. Thì tất nhiên là chúng ta thấy trong quá trình người ta kinh doanh, người ta làm ăn thì lúc nào cũng sẽ có những sai sót, đúng không? Lúc nào cũng có những cái sai lầm mà người ta mắc phải. Tuy nhiên là chúng ta phải biết gọi là sửa chữa cái sai lầm cũng như là vươn lên, rồi nói chung là chúng ta phải có trách nhiệm ha, tự nhận trách nhiệm về những cái sai đó, thông qua cái việc mà ví dụ như chúng ta thấy là ví dụ chúng ta thấy những cái công ty, những cái thương hiệu lớn ha, ví dụ như là Toyota hay là một số cái hãng khác, ví dụ Toyota mà khi mà cái xe hơi hàng ngàn cái xe hơi của họ mà tung ra thị trường mà nó mắc lỗi thôi, mắc lỗi ví dụ mà lỗi về phanh, về túi khí hay gì đó thì họ sẽ kiểm tra và thay thế toàn bộ. Hay là chúng ta thấy chúng ta sử dụng điện thoại mà điện thoại Apple iPhone đó, mà nó bị lỗi về pin chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được thay thế pin miễn phí hoàn toàn, hoặc là thậm chí chúng ta có thể đổi đổi một cái máy mới đó. Thì đó là những cái chính sách ha, những cái sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp đó. Thì
thì chúng ta cũng cũng phải lưu ý những cái nào mà nó xây dựng được cái thương hiệu. Hoặc là chúng ta thấy như cái tập đoàn Amazon, thì rõ là Hà Nội quá nổi tiếng rồi ha. Ông chủ của Amazon hiện tại là người giàu nhất thế giới ha, Bezos. Chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu của ông ta thì có một câu chuyện kể là có một cặp vợ chồng thì người ta đặt một cái áo cưới. Họ vợ chồng họ hẹn đến ngày cưới, ví dụ chủ nhật là ngày cưới đi. Đó. Chiều chủ nhật họ làm lễ cưới vào lúc 4 giờ chẳng hạn. Họ đặt mua một cái váy cưới. Đó, và họ muốn là cái Amazon là sẽ giao cho họ vào 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 trước giờ cưới khoảng 1 tiếng thôi, khoảng 3 giờ là phải giao nó. Tuy nhiên là trong ngày hôm đó thì Amazon tức là cái hệ thống tàu điện ngầm rồi tàu tàu mà vận chuyển sản phẩm là nó bị lỗi, tức là bị kẹt gì đó, mà dự kiến là cái sản phẩm của họ không thể tới được với cái sản phẩm không được vận chuyển đến cái cặp vợ chồng đó trong đúng thời gian quy định. Thì cặp vợ chồng này rất là sốt ruột ha, họ nói là hôm nay là ngày cưới của họ mà tại sao lại đặt rồi mà lại như vậy ha, không nếu kẹt thì phải có biện pháp gì đó mà chứ nếu không mang được cái áo cưới thì chắc chắn lễ cưới không diễn ra được. Đó, rất là khó cho cả doanh nghiệp và cả cái cặp vợ chồng đó. Thì ngay lập tức để mà xử lý cái tình huống đó thì ông chủ của Amazon thì sẽ sử dụng một cái chuyên cơ riêng của ông ấy, chỉ mang một cái váy cưới đến giao cho cái gia đình đó, giao cho cái cặp vợ chồng đó. Thì khi mà ông đến thì rất đông bạn bè của cô dâu chú rể cũng tập trung, rồi họ hàng anh em thì tập trung rất đông, họ thấy một cái hình ảnh như vậy, một cái trực thăng đáp xuống sân và đưa cái chỉ giao cái váy cưới không, và cái trực thăng đó thì người ta cũng biết đến cái dịch vụ của họ rất là nhiều, tức là họ đảm bảo cái uy tín của họ trước, còn thậm chí là cái chi phí mà họ vận chuyển áo cưới đó cao hơn rất nhiều so với cái việc mà dịch vụ mà họ thu được đó. Nhưng mà nó rất là tốt đó. Cái uy tín và cái thương hiệu của họ nó lên lên rất là nhiều đó. Thì đó là chúng ta thấy là cái mức độ uy tín ha. Cái đầu tiên là cái uy tín của công ty chúng ta phải quan tâm. Cái thứ ba đó là cái lợi thế cạnh tranh. Cái lợi thế cạnh tranh thì chúng ta thấy là cái sản phẩm và dịch vụ của công ty nó có cái lợi thế gì so với những doanh nghiệp ít nhất là trong cùng ngành, nó khác với đối thủ thế nào, và vì sao khách hàng lại chọn sản phẩm của công ty mà không chọn sản phẩm của mình, mà không chọn sản phẩm người khác, ví dụ vậy, thì nó có cái lợi thế gì lợi thế cạnh tranh. Ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ cùng là một cái hãng điện máy chẳng hạn, thì tại sao người ta lại chọn mua của Thế Giới Di Động mà là điện máy xanh Thế Giới Di Động mà lại không mua của Nguyễn Kim, ví dụ vậy ha. Nó có cái gì khác biệt. Hoặc là giống như ngày xưa chúng ta thấy là nước ngọt hả, tại sao người ta uống nước ngọt của hãng này mà không uống nước ngọt của hãng kia. Đặc biệt là bây giờ mình thấy rất là vui, đó là trong cái việc mà chúng ta thấy cạnh tranh lợi thế, đó là ví dụ mì tôm chẳng hạn, một cái thứ rất là tiện dụng và thuận lợi, thì chúng ta thấy là cái rất nhiều các cái sản phẩm về mì gói ha, mì gói hiện nay chúng ta thấy thì cái nào là lợi thế nhất, là cạnh tranh được sử dụng nhiều nhất, chắc có lẽ chúng ta thấy là Hảo Hảo ha. Hảo Hảo là rất là đông người sử dụng đó, rồi nó lợi thế hơn những cái khác. Thì chúng ta thấy là trong cùng ngành thôi thì cái lợi thế của nó là phải khác ha, nó có cái gì đó khác biệt đối với công ty, và tại sao người ta chọn được cái sản phẩm của sử dụng sản phẩm dịch vụ của cái công ty đó, thì chúng ta cũng phải xác định được cái lợi thế cạnh tranh. Ví dụ chúng ta chọn ví dụ thép đi, thì tại sao người ta chọn là thép Hòa Phát ha, rồi thép của Nam Kim chẳng hạn cũng là cái công ty về thép đó, thì tại sao người ta chọn cái doanh nghiệp như vậy, thì chúng ta cũng phải tính toán đến mọi thứ về cái lợi thế của nó so với những cái đơn vị khác trong cùng ngành. Để chúng ta có thể xác định được cái lợi thế trong cùng một thời điểm, hoặc là cũng cùng một lợi cái thời điểm đó, ví dụ doanh nghiệp của nhà nước, ví dụ doanh nghiệp về xây dựng, cụ thể như gần đây chúng ta thấy có VCG ha, VCG cái vụ vừa xong mà thoái vốn là rất là tốt đó, thì cái lợi thế của nó so với cạnh tranh với các doanh nghiệp xây dựng khác thì chắc chắn nó sẽ hơn. Tuy nhiên bây giờ về tay doanh nghiệp tư nhân thì cái lợi thế chắc chắn nó sẽ mất đi ha, và nó cũng sẽ có những cái vấn đề phát sinh nhất định đó. Thì chúng ta cũng thấy là nó có nhiều cái liên quan đến lợi thế của doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải tính toán. Cái điều thứ tư đó là điều mà cái mối quan hệ giữa bộ máy lãnh đạo và người lao động trong công ty. Cái này cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng ha, bởi vì các bạn thấy là chỗ nào mà mất đoàn kết thì chỗ đấy chắc chắn sẽ không phát triển được. Đoàn kết là sức mạnh, đó này chúng ta biết rồi, rất là đơn giản thôi. Thậm chí là chúng ta thấy là thường cái mối quan hệ giữa lãnh đạo giữa chủ và người lao động thì nó rất là phức tạp ha, và rất là dễ mâu thuẫn với nhau trong các cái mối quan hệ này. Tuy nhiên là những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị nào mà người ta giữ được cái mối quan hệ tốt ha, lãnh đạo gần gũi thân thiện, công khai minh bạch, chế độ phúc lợi mọi thứ tốt cho cái doanh nghiệp, cho cái công nhân của công ty đó, của cái người lao động trong cái doanh nghiệp đó, thì chắc chắn là cái doanh nghiệp đó sẽ phát triển. Chứ còn nếu mà cứ cái doanh nghiệp nào cứ ăn xong bằng công nhân thì người lao động thì suốt ngày đình công rồi đề xuất tăng lương rồi đề xuất chế độ chính sách này chính sách kia thì chắc chắn là nó sẽ không không phát triển được ha. Ví dụ gần đây chúng ta thấy có một số doanh nghiệp mà
nội bộ thôi, nó cũng rất là bất ổn, ví dụ như là cái tập đoàn Đại Dương OCG ví dụ vậy. À, lát nữa thì mình sẽ phân tích vào từng cái doanh nghiệp cụ thể về về gặp phải những cái vấn đề đó để cho các bạn có thể có những cái hình dung khác ha. Chứ mình cũng không cố ý là chê một cái doanh nghiệp nào ha. Nhưng mà đó là rõ ràng ha, rõ ràng đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là có, ví dụ trong cái doanh nghiệp cụ thể, ví dụ trường Đại học Hoa Sen chẳng hạn, chúng ta thấy là thấy nội bộ rồi nó cũng đã không không ổn rồi, có người hiệu trưởng rồi, công nhận rồi không công nhận rồi, bổ nhiệm rồi miễn nhiệm rồi, tùm lum hết, thì không bao giờ nó ổn định mà nó hoạt động tốt được đó, ví dụ vậy thôi. Thì chúng ta cũng 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 phải phải quan tâm đến cái mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân công trong đó, trong lao động. À, cái thứ năm đó là cái thu nhập của nhân viên trong công ty có cao hay không. Thật ra thì chúng ta chú ý đến cái sản phẩm và cái dịch vụ, chú ý đến cái sản phẩm và cái dịch vụ của công ty đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải quan tâm đến cái thu nhập của nhân viên trong công ty đó có cao hay không. Cái này thì nó sẽ phản ánh được là cái lợi nhuận của doanh nghiệp đó có tốt hay không. À, thì nếu mà thu nhập của nhân viên thấp thì chắc chắn nó sẽ kéo theo cái mối quan hệ giữa lãnh đạo và công ty này nó không tốt. Đó, và nó đình công rồi này kia thì chắc chắn là công ty nó có vấn đề ha. Thì cái lợi nhuận rồi cái tăng trưởng cái doanh thu nó sẽ không cao, cho nên là chúng ta cũng cái thu nhập của nhân viên trong công ty đó thì chúng ta cũng cũng nên tìm hiểu ha. Chúng ta cũng cân nhắc về về cái lĩnh vực đó, chứ không phải là kệ công ty thì lúc nào cũng báo cáo là phát triển ầm ầm, doanh thu mấy nghìn tỷ, nhưng mà công nhân của họ thì người lao động trong công ty thì lương rất là thấp đó, hoặc là không có cái chế độ phúc lợi không có tốt thì nó cũng không được. À, cho nên là chúng ta cũng 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 chú ý ha, chúng có chú ý đến cái chế độ phúc lợi dành cho người lao động trong công ty đó. À, cái thứ sáu ha, cái nguyên tắc thứ sáu đó là cái công ty có trung thực trong báo cáo tài chính hay không, và ban lãnh đạo của công ty có tham gia cổ phiếu, có mua cổ phiếu, có chơi cổ phiếu không đó. Thì thật ra thì chúng ta thấy là có những cái công ty thì họ báo cáo tài chính một cách rất là trung thực, cái báo cáo cái kết quả trong kinh doanh của họ, trong cái phần báo cáo tài chính kể cả sau sau kiểm toán cũng vậy, rất là, nói chung là rất là đẹp. Thường thì người ta sẽ làm đẹp cái báo cáo tài chính, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có yếu tố nhà nước, những tổng công ty nhà nước. Các bạn thấy là mình thì cũng không không cố ý nói về chính trị nhiều, nhưng mà thấy là các cái công ty liên quan đến công ty nhà nước thì chúng ta thấy thường là báo cáo thì là doanh thu thì cũng cứ tăng trưởng, lợi nhuận thì khủng khủng, nhưng mà đến lúc mà bị khui ra thì kiểm soát lại, báo cáo lại là lỗ mấy nghìn tỷ không. Đó. Lúc không có vấn đề gì thì năm nào cũng báo cáo lãi, nhưng mà lúc mà bị kiểm toán xong hay là bị thanh tra gì đó, là hoặc là lãnh đạo mà sa lầy là chúng ta thấy là bắt đầu mới lộ ra là thua lỗ. À, đó thì chúng ta thấy là họ không trung thực trong cái báo cáo tài chính. Cái này rất rất dễ gặp ha. Và rất dễ là gặp những cái công ty mà họ không trung thực trong báo cáo tài chính, thậm chí là báo cáo láo rồi kiểm toán này kia thì cũng có thể là cũng bị mua chuộc ha, thì tung ra những cái báo cáo tài chính làm gọi là làm sai lệch cái thực tế đi. Hoặc là có những cái doanh nghiệp mà họ làm ăn thì thực sự là có lãi ha, trong những giai đoạn đầu thì họ lợi nhuận rất là tốt, tuy nhiên là do lãnh đạo của doanh nghiệp không tốt chẳng hạn, họ lập thêm nhiều các cái công ty con, nó như họ họ chuyển dần dần các cái lợi nhuận rồi các cái tiền của doanh nghiệp ra các cái công ty con nhỏ hơn ha, và chuyển những cái lợi tức mà đang niêm yết sang các cái công ty khác ha. Có một số công ty thì tôi không cố ý nói công ty nào ha, nhưng mà chúng ta thấy là trên thị trường cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp như vậy, họ chuyển tiền từ công ty lớn, công ty mẹ sang các cái công ty con và họ thoái dần dần, họ rút hết, cuối cùng là tổng công ty thì không còn gì hết. À, thì chúng ta nếu mà chúng ta gặp phải những công ty như vậy thì rất là khó. À, cũng có những cái trường hợp thì lãnh đạo của công ty họ hô hào cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm, rồi cam kết giá cổ phiếu sẽ sớm tăng, cũng như là kết quả kinh doanh tuyệt vời, nhưng mà thực chất thì lãnh đạo đó âm thầm bán cổ phiếu ra ha. Đó, kéo cái giá cổ phiếu giảm thâu và họ dần dần là giảm sâu xuống, thì họ dần dần họ thoái hết vốn và họ họ nói chung là họ cứ cứ bán, thậm chí là có nhiều ông là mang cổ phiếu đi bán trước, xong bắt đầu mới tung tin ra là thoái vốn rồi, cần tiền rồi, cần bán rồi gì gì đó. À, hiện tại chúng ta thấy ví dụ có công ty Phú Nhuận, công ty Phú Nhuận chúng ta thấy gần đây lãnh đạo các cấp của họ là thi nhau là bán cổ phiếu, thì họ khi mà họ đã công bố, họ tất nhiên là liên quan đến cổ phiếu của công ty, khi họ bán thì họ phải công phải thông báo, tuy nhiên là theo tôi nghĩ là họ đã bán rồi, sau đó họ mới thông tin lên cái công ty chứng khoán là họ nói là họ sẽ bán đó. Chứ còn nếu mà đúng là mà cái đùng phát họ thông báo họ bán thì cổ phiếu nó sẽ đi xuống rất là nhiều, và nó sẽ ảnh hưởng đến
cái giá trị thị giá của cổ phiếu đó, cho nên họ cứ âm thầm họ bán trước, hoặc thậm chí khi họ mua vào thì họ cũng vậy, họ cứ âm thầm họ mua xong bắt đầu họ mới tung tin là sắp tới tôi đăng ký mua vào thế này theo phương thức thỏa thuận khớp lệnh gì đó Excel, là thực chất nó mua xong rồi đó, chúng ta chả biết họ mua khi nào ha, thì chúng ta cũng lưu ý thêm cái yếu tố đó. Cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là cái biên lợi nhuận ha, tỷ số ROS ha, cái biên lợi nhuận của công ty. Cái biên lợi nhuận của công ty thì chúng ta cũng cũng cần phải phải quan tâm đó. Và cái biên lợi nhuận tức là cái tỷ suất sinh lời trên cái doanh thu của công ty có cao hay không đó. Và cái doanh nghiệp đó họ có những cái động thái, họ có những cái phương pháp gì mà để cải thiện cũng như là duy trì cái tỷ suất lợi nhuận nó cao à, tỷ suất lợi nhuận nó cao trên cái việc mà người ta đầu tư vào cái doanh nghiệp của họ, thì chúng ta cũng hết sức là quan tâm ha. À, mình có cái điện thoại, mình sẽ nghe điện thoại một xíu. Rồi thì chúng ta cũng cố gắng chú ý ha, chú ý đến cái tỷ suất lợi nhuận trên cái doanh thu thuần của họ để chúng ta có thể là có những cái giải pháp ha, rồi, xem họ có duy trì tốt hay không thì chúng ta mới mới tính toán ha. Có rất nhiều các cái thông tin để chúng ta có thể theo dõi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm và dịch vụ của công ty có tiềm năng hay không và thị trường có đủ lớn để phát triển cái sản phẩm đó trong ít nhất là 3 năm tới. 3 năm tới thì chúng ta lưu ý là cái tiềm năng nó mới là cái quan trọng ha. Có thể là cái giai đoạn này, cái giai đoạn đầu của một cái doanh nghiệp hoặc hiện tại chúng ta thấy là các cái startup nó phát triển khá là nhiều, phát triển khá là nhiều. Tuy nhiên là phần lớn ha, khoảng 95% các cái startup đó là thất bại sau khoảng 3 tháng. Chứ đừng nói là 3 năm. À, và đến sau 3 năm thì gần như chỉ còn một hoặc hai cái thôi. Mỗi năm có hàng trăm hàng nghìn cái startup để phát triển, tuy nhiên là sau thì người ta thường thống kê là sau khoảng 3 tháng là thất bại à, thất bại mất một nửa, sau một năm là rụng thêm một nửa của một nửa đó nữa đó, và sau 3 năm thì chỉ còn một vài thôi, một vài cái là nó có thể là nó tồn tại và nó phát triển được sau 3 năm đó. Thì chúng ta cũng cũng phải chú ý đến cái sản phẩm cũng như là cái dịch vụ của cái doanh nghiệp mà chúng ta sẽ đầu tư, cũng như là cái thị trường có đủ lớn để tiếp tục sản phẩm hay không, phát triển hay không. Chứ còn ví dụ như chúng ta nói là chúng ta mở một cái cửa hàng hay là một cái doanh nghiệp đó nó chỉ phát triển một cái dòng sản phẩm đối với cái những cái đối tượng mà nó hạn chế chẳng hạn ha, cái thị phần của nó thấp so với các cái doanh nghiệp khác trong cùng một lĩnh vực như vậy thì nó rất là khó. Đặc biệt là chúng ta chú ý đến các cái doanh nghiệp, ví dụ như là chúng ta thấy là bây giờ ví dụ như bây giờ về cái sản phẩm mà sử dụng điện thoại đi ha, sử dụng điện thoại thì ví dụ như người Trung Quốc người ta nói là sắp tới là các cái sản phẩm của dòng điện thoại của Trung Quốc mà chúng ta thấy ví dụ như là Oppo này rồi Xiaomi gì đó, nó là trong thời gian tới là cái số lượng và sản phẩm của nó tung ra thị trường nó sẽ nhiều hơn Apple và Samsung. Thì cái đấy là nó cũng là một phần bởi vì người dân Trung Quốc thì họ cũng rất là chuộng cái sản phẩm của đất nước họ, và đặc biệt là trên đất nước họ thì họ rất là hạn chế sử dụng các cái sản phẩm của Mỹ nó. Thì Apple thì họ họ không cho sử dụng hoặc họ cấm sử dụng hoặc họ có các cái sản phẩm nhái mà giá trị đó, thứ nhất là cái giá tiền nó thấp hơn, chi phí sản xuất thấp hơn đó, và nó mang thương hiệu của đất nước họ thì họ sẽ chuộng hơn và họ sẽ sử dụng nhiều hơn. Thì cái đó là cái với lại cái dân số của nó đông thì cái tiềm năng của nó lớn hay cái thị trường của nó khá là lớn đó. Thì hoặc là chúng ta thấy là những cái sản phẩm ví dụ như là chúng ta thấy cái xe chẳng hạn ha, cái xe thì những cái dòng xe mà nó thông dụng, ví dụ chúng ta thấy là mấy cái xe ví dụ xe xe nhỏ nhỏ mà chúng ta hay đi, xe ô tô chẳng hạn ha, thì mấy cái dòng của Toyota thì nó rất là nhiều ha, cái phân khúc của nó rất là đông người sử dụng đó. Toyota mà chúng ta thấy ha, rồi xe Ford đó, hoặc là xe máy chẳng hạn, chúng ta thấy mấy cái dòng Honda này kia thì nó rất là đông. Chứ còn nếu chúng ta sản xuất mấy cái xe ví dụ như xe hơi thì như B ví dụ những cái dòng Ferrari này kia đó, thì dòng cao cấp và phân khúc cao cấp nó chỉ dành cho nó sản xuất một năm có vài trăm chiếc ở trên thế giới thôi. Ví dụ vậy thì cái phân khúc nó rất là hạn chế, Lamborghini chẳng hạn, Rolls Royce ví dụ vậy thì là cái sản phẩm của nó rất là hạn chế à, thì chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta cạnh tranh cũng như là cái phát triển hoặc là cái sản phẩm đó chỉ sử dụng được cho một cái vùng nào đó thôi à, một cái vùng nào đó thôi chứ nó không phát triển ra các cái khu vực khác thì nó cũng sẽ hạn chế trong cái vấn đề mà mở rộng thị phần, mở rộng thị trường trong chúng ta phát triển doanh nghiệp về sau đó. Thì các bạn cũng phải lưu ý thêm cái tiềm năng phát triển của cái sản phẩm cũng như cái dịch vụ, và dịch vụ mà chỉ đáp ứng được cho một số lượng nhỏ người thôi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn chúng ta thấy là trà sữa đi, trà sữa bây giờ chúng ta thấy là giới trẻ uống rất là nhiều, nhưng mà người lớn thì người ta thường người ta sẽ không uống.
thì đấy chúng ta đánh mất một cái phân khúc của người lớn đó, thì chúng ta cũng 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 tính toán được ha. À, cái nào mà tất cả mọi người đều có sử dụng, ví dụ mì gói chẳng hạn, ai cũng ăn được, người lớn cũng ăn được, con nít cũng ăn được, thì cái thị phần của nó đông hơn đó, tuy nhiên nó cạnh tranh thì cũng lớn hơn, cái đấy thì chúng ta rõ rồi, nhưng mà chúng ta đang tính về cái thị phần chung ha. À, cái tiếp theo đó là chúng ta phải tìm hiểu về cách thức tổ chức và bán hàng của công ty. À, tức là cái sản phẩm của họ nó tiếp cận khách hàng như thế nào, cái phương pháp như thế nào. Đó là lý do vì sao, ví dụ chúng ta thấy bây giờ các cái siêu thị chẳng hạn, nó tất nhiên nó rất là tốt ha, nhìn về quy mô, về phương thức, về mọi thứ hoạt động của nó là chỉn chu, chuyên nghiệp, tuy nhiên nó vẫn không cạnh tranh lại với cái chợ truyền thống. Không cạnh tranh chợ truyền thống, tức là như thế nào, ví dụ chúng ta muốn đi siêu thị đúng không, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải gửi xe này, phải đi chọn, đi lựa này, đó chúng ta phải xếp hàng chờ tính tiền này, mọi thứ nó rất là lâu. Nhưng mà chúng ta đi chợ truyền thống chẳng hạn, chúng ta đi làm về chúng ta tạt qua thấy một cái quầy nào đó, chúng ta ghé chúng ta mua cọng rau, mua ký thịt, chúng ta làm rất là nhanh, thao tác mọi thứ không cần phải gửi xe gì, tấp vô, tấp xe vô cái bán cho một ký thịt thì bán cho bó rau, cái là rất là nhanh chóng, ở 5.000 10.000 chúng ta trả là xong. Còn đây chúng ta đi siêu thị chúng ta phải xếp hàng chờ gửi xe xong phải đi lên rồi bắt đầu đi tìm rồi đi lựa, rồi lựa được cái sản phẩm đó xong chúng ta lại phải ra xếp hàng tính tiền đó. Thì ví dụ như bây giờ người ta cũng đang nói đến rất nhiều cái việc mà cạnh tranh của các cái chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh so với chợ truyền thống, Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động, rất nhiều nhiều bạn biết ha, mà nó phát triển mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nó nói là Bách Hóa Xanh đang đang bủa vây các cái chợ truyền thống. Tuy nhiên theo cá nhân tôi nghĩ thì không có cách gì mà có thể thay thế chợ truyền thống được. Chúng ta thấy ngoài Bách Hóa Xanh thì chúng ta thấy các cái siêu thị như Co.op Mart này, Big C này, Family Mart này, rồi Sa Cha này, tùm lum hết, rất nhiều các cái siêu thị mở ra. Rồi Vinmart thì tùm lum đấy, chúng ta thấy tuy nhiên là cái chợ truyền thống nó vẫn tồn tại và thậm chí nó còn phát triển mạnh. Cứ một chỉ cần khu nào mà có đông người một xíu, đông công nhân một xíu là chợ chồm hổm mà nó xuất hiện đó. Thì nói chung là chúng ta phải tìm hiểu cái cách thức mà đưa cái sản phẩm tiếp cận khách hàng như thế nào cho nó hiệu quả, chứ còn chúng ta cứ bấm sản phẩm của chúng ta mà nó cao cấp quá thì nó cũng khó tiếp cận đến phần đông người tiêu dùng. Rồi chúng ta cứ phải vào trong trong gian hàng và trong cái công ty thì chúng ta mới mua được thì nó cũng khó ha, tức là cái mức độ phổ biến nó không nhiều thì nó cũng rất khó là tiếp cận trong 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 cái doanh nghiệp, trong cái người 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 sử dụng nó, thì càng bán được nhiều sản phẩm thì càng tốt. Rồi người này nói cho người kia đó, mỗi người nó sẽ là một cái tuyên truyền viên của chúng ta, thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái cách thức để dễ dàng tiếp cận khách hàng. Cái nguyên tắc có thể là cuối cùng mà tôi giới thiệu với bạn, đó là cái bộ phận phát triển sản phẩm. Chúng ta nhớ là cái bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của một cái doanh nghiệp nó mới quan trọng. Chúng ta phải nhớ là mọi thứ rồi nó cũng sẽ lỗi thời, cho nên là cái bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm thì nó là phải là mạnh nhất trong cái doanh nghiệp đó thì nó mới tạo ra những sản phẩm tốt hơn. Ví dụ như những cái bình thường mà chúng ta thấy những cái sản phẩm về xe máy chẳng hạn, một thứ rất là đơn giản. Xe máy thì chúng ta thấy là cũng là cái hãng xe Honda ha, cũng có thể là cái máy của Way Alpha, nhưng mà nó thay đổi về cái mẫu mã đi, nó ra Way S này, Way RS này, Way RSX này, này. Rồi, tùm lum hết đấy, nó tùm lum hết, và nó cũng chỉ là bản bản chất của nó không thay đổi ha, cái máy của nó vẫn là máy của xe Way đời đầu. Rồi mọi thứ nó ở trong đó thì nó chỉ thay đổi cái mẫu mã, thay đổi cái tên đi thôi đó. Và cứ mỗi năm nó tung ra một cái, hoặc là ví dụ bản chất của cái thằng điện thoại đi. Ví dụ nó thấy Apple hoặc Samsung, chúng ta thấy là nó về chức năng, về mọi thứ gần như nó mỗi năm nó chỉ thêm được một chút xíu nữa thôi ha. Mỗi năm nó thêm một chút xíu thôi, mỗi năm ví dụ iPhone mỗi năm nó tung ra một dòng điện thoại, ví dụ iPhone 5 xong rồi lên tới iPhone 6, thì từ iPhone 5 lên iPhone 6 có gì khác, chẳng khác gì về máy chụp hình thì nó có thể là nét hơn một xíu, ổ cứng thì RAM nó tăng lên một xíu, rồi màn hình nó to hơn một xíu, ví dụ vậy. Rồi hệ điều hành thì nó cứ nâng cấp lên dần dần như thế, hệ điều hành của nó, rồi từ iPhone 6 lên iPhone 7 thì có gì khác, cũng to hơn một xíu, rồi RAM thì lâu hơn một xíu, ví dụ vậy. Mỗi năm nó tăng thêm một tí, tăng thêm một tí, nó sẽ tạo ra một cái sức hút mới, rồi cuối cùng nó kéo theo cái thị hiếu của chúng ta. Ai cũng muốn ai cũng xài iPhone 6, tại sao tôi lại xài iPhone 5 đúng không? Đó, bây giờ chúng ta xài iPhone 6 rồi mà đến bây giờ nó sắp ra tới iPhone 10 tới nơi rồi, thì chúng ta có bán iPhone 6 thì chúng ta mua iPhone 10 không? Rồi cũng đã lại sẽ đổi. Đó, rồi chính nó có những cái chính sách về đổi trả nữa. Đổi hoặc mua mới, ví dụ vậy. Samsung cũng vậy, ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta mua một cái Samsung Galaxy Note, mới đầu thì Note 1, rồi Note 2, Note 3, Note 4, bây giờ Note 9 này sắp tới Note 10 tới nơi luôn rồi. Đó, ví dụ vậy.
thì chúng ta không biết khi nào chúng ta dừng. Tuy nhiên là bản thân nó thì không có cái gì gọi là thay đổi nhiều, mỗi mỗi một năm nó chỉ thay đổi một chút xíu thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái doanh số cực kỳ lớn. À, nó kích thích cái thị hiếu, cái mong muốn trải nghiệm của người dùng. À, thực tế thì ví dụ như là từ Note Note 5 lên Note 4, Note 4 lên Note 5 nó khác cái gì? Khác về cái màn hình một xíu, hay độ phân giải tốt hơn, RAM riết rồi. Cái bút nó tinh nhuệ hơn một xíu rồi, chụp hình nét hơn một xíu thôi. Đó, ví dụ vậy thôi. Thế nó thêm một vài chức năng trong về cái bút đó thôi. À, bút cảm biến đó thôi, rồi lên Note 6 nó khác, rồi cuối cùng Note 8 ra thì cũng lỗi lỗi, về sau ra Note Note 7 ra lỗi, rồi Note 8 ra Note 9 này đó. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái vấn đề mà là nghiên cứu và phát triển sản phẩm nó cực kỳ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. À, thì để chúng ta có thể là nghiên cứu về những cái đó, thì giống như tôi chia sẻ như vậy, thì để chúng ta đó là những cái nguyên tắc ha, 10 10 cái nguyên tắc để chúng ta có thể là theo dõi, để chúng ta có thể là tìm kiếm, chọn những cái công ty tốt để chúng ta đầu tư. Ở đây tôi nói là tôi nhắc là cái chúng ta đầu tư ha, chúng ta đầu tư cổ phiếu, chứ chúng ta không phải là lướt lát, chúng ta không phải là nhà đầu cơ. À, thậm chí là có những cái công ty nó tăng trưởng tốt thì cổ phiếu chúng ta để từ năm này qua năm khác chúng ta cũng đã lãi rất là nhiều ha. Đó, thì nó có thể là sau 1-2 năm nó có thể tăng gấp 5 gấp 7 lần đó, nên là tất nhiên đó. Chứ còn nếu chúng ta chọn phải những công ty mà không tốt ha, những cái công ty xấu, thì có thể là chúng ta để 1-2 năm chúng ta đầu tư vào đó, thì chúng ta tài sản của chúng ta, cái tiền của chúng ta, nó vốn của chúng ta nó càng ngày nó càng thậm hụt đi. Đây, ví dụ lúc nãy tôi có này, chúng ta không không cố ý nói một doanh nghiệp nào hết ha, nhưng mà tôi đang nói những cái thực tế thôi. Chúng ta thấy hiện tại là ví dụ như tập đoàn Đại Dương này, chúng ta thấy là hội đồng quản trị thì liên tục họp này, rồi hội đồng quản trị thì bác bỏ cái đề nghị hội hội đồng quản trị họp bất thường từ 2 thành viên này đó, rồi tùm lum những cái bất ổn đó ha, những bất ổn liên quan đến đến hoạt động của doanh nghiệp đó, thì chúng ta cũng phải phải tính toán ha. Rồi có những cái doanh nghiệp mà cái tiền của họ thì những có những doanh nghiệp, đặc biệt là chúng ta chú ý là có những doanh nghiệp mà khi họ mới lên sàn cái giá trị thương hiệu chưa được khẳng định, nói chung là mọi thứ chưa có gì hết, thông tin thì rất là mập mờ, tuy nhiên là nó được đội lái, được đánh lên ha, chúng ta làm chúng ta đua theo. À, ở đây có một số cổ phiếu thôi, ví dụ chúng ta thấy là cổ phiếu rất là rõ về cái việc mà thời gian thì niêm yết thì chưa lâu và mọi thứ nó chưa có rõ ràng ha. Đây, MLC Faros, chúng ta thấy là cái cổ phiếu của họ ngay từ khi mà lên sàn nó đã tạo ra rất nhiều các cái vấn đề ha. Nó đã từng tăng lên tới hơn 200.000 một cổ phiếu, và bây giờ nó chỉ còn khoảng 36.000. Tức là khi mà nó mới lên sàn thì nó được đánh lên khá là cao ha, được đánh lên rất là cao. Tuy nhiên đến bây giờ thì chúng ta thấy là để mình mở cái chart ra cho các bạn xem. Đó. Thì chúng ta thấy là lúc mà nó đánh lên thì đánh lên rất là cao, làm chúng ta đua theo ha. Chúng ta cứ sợ là chúng ta không theo nó thì chúng ta sẽ mất quyền lợi hay này kia ha. Chúng ta cố gắng là như vậy để chúng ta có thể là theo dõi cái giá của nó ha. Đây, chúng ta có thể tra cứu cái dữ liệu lịch sử về giá, thấy các bạn thấy nó cứ cắm đầu nó đi xuống miệt mài như thế này luôn. Đó, miệt mài như thế này thôi để chúng ta có thể lấy. Rồi cái giá ngày đầu tiên mà nó lên sàn, ngày giao dịch đầu tiên 12.6 thôi, nhưng mà nó tăng phi mã từ 12.6 mà lên tới 200.000, sau đó nó bắt đầu nó quay đầu giảm, hiện tại vẫn còn 3.6 đó, trong khi giá trị sổ sách của nó là có khoảng 10.000 một cổ phiếu thôi, mà nó đã đôn lên được tới 200.000 thì các bạn thấy nó khủng khiếp như thế nào đó. Rồi cái vấn đề mà nó cái này của ai thì các bạn biết rồi ha, các bạn xem cái vấn đề về cổ đông của nó ha. À, chủ yếu là anh Quyết nắm khá là nhiều đó, rồi các cá nhân khác, hai vợ chồng ông ấy nắm hết, chi phối gần như là chi phối toàn bộ công ty này, 70% là được quyền chi phối rồi ha, vợ 4,7, chồng 6,7%, là hơn 70% là có quyền biểu quyết và chi phối rồi đó. Rồi nó sở hữu cái cổ phiếu AMD này nữa. AMD này cũng rất là tệ ha, nhưng mà thấy là những cái gì liên quan đến những cái doanh nghiệp này đó, thì để chúng ta thấy là ví dụ như là cái việc mà người ta rút vốn ra khỏi cái công ty này ha, rút vốn ra khỏi cái nó thoái vốn dần dần á, MLC này, những giai đoạn đầu thì cũng khá tốt, chúng ta nhìn cổ phiếu này cũng khá là tốt, tuy nhiên là dần dần rồi đây các bạn thấy công ty con một nùi luôn ha, tiền sẽ bị thoái ra đây hết, họ góp này, họ sở hữu 100%, tức là nó 2 4 6 8 10 10 cái công ty con này là nó sở hữu 100% đến 80 đến 100%,
ba công ty liên kết này nó sở hữu từ hơn 20% đổ lên đó, để chúng ta thấy là cái vốn trên trên cái công ty này nó đã bị chuyển ra những cái doanh nghiệp nhỏ hơn này rồi, đúng không? À, nó bị chuyển sang những cái doanh nghiệp này rồi, dần dần nó đi đâu hết á. Tới cuối cùng là tổng đây cái vốn hóa thị trường của thằng này tới 3.000 mấy tỷ, nhưng mà không biết có đúng vậy không, hay là nó lại cộng cả mấy thằng cha này nữa, nó thoái vốn ra các cái doanh nghiệp bên ngoài này, những cái sân sau của nó này, để chúng ta để ý như vậy. À, có một số doanh nghiệp khác mà chúng ta thấy là cái sân sau khá là nhiều, sân sau tức là doanh nghiệp con hoặc là những cái công ty liên kết của nó. Đây các bạn đó, đây các bạn thấy 2 4 6 7 7 công ty này nó đang sở hữu khá là nhiều đấy, thì nó chuyển vốn ra ngoài này thì làm sao mà chúng ta biết được, đúng không ạ? Đó. Rồi một số công 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 ty khác nữa ha. À, một số công ty khác nữa mà nó cứ gọi là sao, nó có rất nhiều công ty con ha, mà nó thoái vốn dần dần chúng ta một cách lặng lẽ mà chúng ta không biết. Ví dụ Hoa Sen này, để chúng ta coi công ty con như thế nào, cái giá của nó cũng đang xuống khá là thấp ha. Làm ăn thì cũng không tốt lắm ha. Đó. Lúc trước thì là nó thuộc dạng là VIP rồi đó, nhưng mà bây giờ thì nó không tốt. Đây các bạn thấy này, 2 4 6 8 10 12 13 công ty con, 13 công ty con này ha, mà tỷ lệ sở hữu là 100% hết, tức là cái vốn của doanh nghiệp này nó đã thoái ra ngoài này hết rồi ha, nó không còn nằm trong này nhiều nữa đâu, cho nên là nó là chúng ta thấy là người ta rút lui một cách rất là khéo ha. Cái này tôi là doanh nghiệp tư nhân không à, đó, để các bạn thấy. Rồi đây một cái này nữa, 45% sở hữu 45% của cái công ty tiếp vận cảng biển này nữa đó, thì để chúng ta thấy là à, nó nguy hiểm như thế nào. À. Đó, thì chúng ta cố gắng ha, những cái nguyên tắc mà chúng ta có thể là tìm kiếm được những cái doanh nghiệp tốt ha. Đây công ty xuất xuất nhập khẩu ha. Xuất nhập khẩu này để coi. À, công ty này thì nó cũng thoái ra bên ngoài hết rồi. Ty hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. À, công ty này cũng thoái ra đây cả trăm trăm phần trăm, mấy chục phần trăm. Đó, nó cứ thoái ra dần dần, nó rút hết tiền chúng ta lúc nào chúng ta không biết luôn. À, nó lập công ty con rất là nhiều và tiền nó mang đi về nó đầu tư vào những công ty này, rồi nó báo những công ty này thua lỗ thì chúng ta biết đâu được. À, mà nó sở hữu tới 100%, rồi còn doanh nghiệp này, các doanh nghiệp này lợi nhuận hay không thì chúng ta chả biết. Đó, chúng ta chỉ biết là cái cổ phiếu của nó thì càng ngày càng đi xuống. Đó, thì thôi một số các cái chia sẻ như vậy trong cái nguyên tắc để chúng ta xác định công ty để chúng ta có thể đầu tư tốt hơn. Và những bạn nào thấy video này hữu ích thì các bạn hãy like và share video ha. Còn cá nhân mình thì cái kênh của mình ít người theo dõi và mình vẫn cứ chia sẻ để một lúc nào đó các bạn có thể theo dõi, các bạn đọc được, bởi vì những nguyên tắc này thì có thể là nó là những nguyên tắc về bất biến trong cái quá trình chúng ta đầu tư. À, hôm nay các bạn theo dõi được thì các bạn có thể tránh được những cái công ty nó không tốt, hoặc là sau này bất cứ lúc nào các bạn đang thua lỗ hoặc là các bạn đang đầu tư tốt nhưng mà các bạn biết thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để chọn công ty tốt như thế này thì nó cũng có lợi cho các bạn chứ cũng không mất mát gì cả. À, xin cảm ơn tất cả các bạn.